đang đến với chương trình Đêm Tiệc Tiền Sao. Má không ở đây, má không ở đây. Đóng đồ sen lên đi trước. Đặng nè. Đừng ra, đừng ra kia. Giờ chân, dân lên trước kiểm diện. Đừng đóng. Mở cửa ra và vào. Vô. Trời ơi, tôi nói tôi bị cái trò này hoài. Biết thì nhào vô, biết thì nín cho ta nghe. Và đêm nay các vị khách mời của chương trình sẽ là cùng hai vị khán giả của chương trình. Họ là ai? Đón chào tất cả các quý vị khán giả cùng đến với chương trình Đêm Tiệc Cùng Sao. Dạ, cho em chen quang xíu. Cho em chen qua cái bức tường thành dạm dỡ này. Em chào mọi người một cái. Xin chào tất cả quý vị khán giả và những người đồng nghiệp đang đến với chương trình đêm nay của tôi, Đêm Tiệc Cùng Sao. Te cái này là phải có thêm người đỡ nữa. Te. Đó, nó dạm. Trời ơi. Rồi bây giờ mời tất cả mọi người ngồi xuống, nghỉ ngơi chút đi. Đó. Muốn ngồi đâu ngồi. Muốn ngồi đâu ngồi em ngồi ơi đây đó. Cho khỏe. Đúng rồi. Rồi xong rồi cái mình lắc rồi mình bay tiêu đó mình nhậu luôn. Ủa lập em có thấy em đơn lẻ không Lập? Hả? Nhà anh cũng lộng lẫy hoành tráng mà. Bộ không có chỗ cho em ngồi xem trà cái đất vậy? Dạ tại cuộc sống em đã bận với quen đó anh. Hả? Đúng rồi. Anh biết điều đó. Nhưng mà đến với cái nhà này của anh nó tập cho nó sang lên nghe em. Dạ. Đó. Ở đây thì chúng ta là những anh chị em nghệ sĩ đã quá quen thuộc với nhau. Nhưng mà trong số này có hai người bạn trẻ, hai người bạn mới mà muốn lập tức giới thiệu cho tất cả mọi người biết ngay để chúng ta làm quen. Đầu tiên cái anh chàng cái mặt bún ra sữa rồi nè. Đó. Là thông tin qua bún mặt bé cái coi. Đó, thấy không? Dễ dễ rồi anh. Không ra sữa mà ra mụn được không anh? Ra mụn qua đây bé bún. Bé nó đang tuổi dậy thì. Minh Tân, sinh viên. Tân, nhiêu tuổi rồi cưng? Dạ em 21 tuổi rồi. 21 tuổi hả? Trời ơi, 21 tuổi, trời ơi, mặt trẻ như nít mười mấy tuổi vậy trời ơi. Còn bé ngồi kế bên anh Dũng Nhí nè. Đó, bé mặc đồ đen, tóc xù cá tính ghê không? Vũ Châu. Và thưa quý vị khán giả, ở đây còn có những người bạn quen thuộc và đại nghĩa nữa. Xin được giới thiệu cái người lớn tuổi trước. Cái anh ngồi ở ngoài cùng kia kìa. Đó, lớn tuổi rồi nhưng mặc bộ đồ như là quên tuổi của mình luôn. Anh Tấn Bèo. Cái vị khách tiếp theo mà đại nghĩa muốn giới thiệu đó, cái người mà màu đỏ thì là đỏ đó, Ốc Thanh Vân. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Dạ em bỏ con em ở nhà em đến đây em biết làm gì cũng chẳng được ăn uống cái gì hết trơn. Làm như tôi mời sai người hay sao trời. Nghĩa coi chừng mình mang tiếng quá nghe. Anh, em nghĩ rằng nhiều khi cái niềm vui nó lấn lướt cả cái đói của mình luôn anh. Dạ, mình chơi vui quá, mình chơi sơm quá, mình không còn biết ăn là cái gì luôn đó. Dạ, niềm vui là đủ rồi. Đấy, anh Dũng Nhí. Dạ. Người đàn ông vạm vỡ nhất showbiz. Dạ, cái người vạm vỡ cũng không kém gì anh Dũng Nhí. Nhìn qua bên tay trái, đó, áo trắng, mắt kiến, nhìn mặt thiên thần ghê không? Quỳnh Lập. Lập ơi. Anh nghĩ là với cái thể trạng này của em thì nhiều khi em đến chơi là vui là chính chứ không cần phải đòi hỏi ẩm thực phải không em? Dạ không, thường đi nhậu em phá mồi dữ lắm. Vậy hả? Dạ. Cho nên là em là giống như là cái người em nhỏ mà em ăn dữ lắm. À. Ăn không có mập được cho nên là em cứ ăn thôi. Ai ăn sợ mập với em ăn không bao giờ mập. À. Nên là em cứ ăn rất nhiều. Đó. Cho nên là lát nữa có gì ăn không anh? Kìa em, cái tô anh Bèo đang ăn kìa đó. Hai anh em làm đỡ giùm anh cái đi nha. Bảo đảm không giọng, thanh cổ mát họng, mặt không bao giờ nổi mụn. Dạ, cái cô gái mà cao thì cao mà nãy giờ anh Dũng Nhí với là Quỳnh Lập đu đeo mà đeo không tới đó. Người mẫu Thùy Trang. Một cô gái xuất thân từ cuộc thi Next Top Model. Và người cuối cùng đại nghĩa muốn được giới thiệu. Dạ, nếu như bên kia mình có Vân Ốc màu đỏ giống như ốc đỏ thì bên đây mình có ốc mỡ. Cũng tên là Thanh Vân luôn quý vị. Vân ốc mỡ hả? Không không, này á là đại nghĩa mời tới là tôi tới là tôi ăn tiệc nha. Mà nãy giờ tôi nghe tôi hoang mang lắm, không có đồ ăn nha, lạng quạng cuối cùng tôi ăn đại nghĩa đó. Chết rồi, bữa nay chết rồi. Được, mời bạn, nếu bạn nhắm bạn ăn hết tôi thì bạn cứ việc nha. Cũng tên là Thanh Vân luôn, nhưng mà bên kia thì gọi là Vân Ốc, bên đây nghĩa hay quen gọi là Vân Mập. Vân đi phải, mọi người nhìn đi.
Nguyên một dàn ban nhạc hoành tráng lồng lộn, sẵn sàng phục vụ cái nhu cầu ẩm thực, ô lộn, nhu cầu âm nhạc của tất cả mọi người, kèm với nữ ca sĩ xinh đẹp Mỹ Ngọc. Bây giờ thì tôi sẽ phân chia lại đội hình nha, bởi vì tôi thấy rằng ngồi thế này thì sẽ không có cân xứng nhau lắm, mình chơi sẽ bớt vui, cho nên là bây giờ anh nghĩ rằng Tân, em lên trên này ngồi đó, đổi qua nha. Lập em ngồi kế Trang thì anh thấy thiệt thòi cho em quá, đúng không? Dạ. Mời em qua bên đây. Vân Úc. Dạ. Đó, em qua đây ngồi kế với Trang. Rồi, Vũ Châu em lên trên này ngồi đi em. Đó. Ngồi vậy nó bị niễn niễn không? Nó ngồi nó hơi bị khập khiễng. Vâng, chen vô giữa anh Dũng với lại Huỳnh Lập. Đó. Xin lỗi nha. Cân đội hình hết sức ghê không? Đó. Đẹp, hai đội hình đẹp đều. Và ở đây chúng ta có hai người bạn mới, là hai bạn còn rất là trẻ, cho nên là các em sẽ hơi bỡ ngỡ trước các anh chị. Nhưng mà cứ yên tâm đi, các anh chị đây rất là dễ thương, hứa là không có ăn thịt gì các em đâu nha, cứ thoải mái thể hiện mình. Em muốn được ăn á. Hả? Em muốn mọi người ăn em á. Vậy trời hả? Bạo dữ vậy em. Anh muốn rằng hai em sẽ đảm nhận cái vai trò đội trưởng nha, sẽ lèo lái con thuyền của đội mình để đi đến đích. Và các bạn, những người nghệ sĩ, chúng ta hãy hỗ trợ cho hai bạn trẻ này để làm sao khi kết thúc buổi tiệc, hai bạn sẽ ra về với những phần thưởng, những phần quà thật là hấp dẫn từ chủ nhà là tôi đây. Các bạn đồng ý không? Dạ, chấp nhận ý. Nha. Hỗ trợ cho hai hết mình. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với đêm tiệc cùng sao. Còn là huynh là đệ, hộp cơm ta mới ăn, bát nước ta mới uống, tuyết đông sang to lo mi lạnh cho áo hầu cầu, mặc hoài lúa gấm để cho mi yên tâm theo bề học vấn, và ta còn tặng cho mi riêng một thơ phòng. Tiếp hết rồi. Trời cái gì vậy? Cái gì mà tuột cảm xúc vậy? Đâu có gì đâu tuột. Cái gì anh Dũng? Em mời một ban nhạc lộng lẫy hoành tráng, đàn tranh hát, đàn tranh ca mà có một câu hơi dài thôi rồi ngưng nữa hả? Tại vì thuộc nhiêu đó thôi. Trời thì thuộc nhiêu càng nhiều cho nó vui mà. Dạ thôi, dù sao cũng cảm ơn anh mời anh về chỗ rồi, nha. Cảm ơn. Mất hứng quá. Thưa quý vị khán giả và thưa tất cả những người bạn, chúng ta đến với thử thách đầu tiên mà Đại Nghĩa đề ra trong cái đêm tiệc này, là một thử thách mà chúng ta giống như là mình trở về với tuổi thơ, với những trò chơi lắp ráp, những trò chơi xếp hình. Trò này có tên là xếp hình hoàn hảo. Có tất cả là 4 khối vuông, mỗi một khối vuông như thế có là 6 mặt, mặt nào cũng có hình ảnh hết. Và nếu như chúng ta ráp lại đúng á thì sẽ tạo thành hình những nhân vật nổi tiếng. Ở đây Đại Nghĩa có tất cả là 6 nhân vật, và trong khoảng là 120 giây, với những cái lời gợi ý của Đại Nghĩa, các anh em bạn bè, nếu như mà lắp ráp được thành 6 nhân vật này thì chúng ta mỗi một nhân vật là 1 điểm. Và nếu như cả hai đội đều sắp xếp trong khoảng thời gian là 120 giây thì lúc đó chúng ta sẽ xem coi đội nào có khoảng thời gian ngắn hơn, mình sẽ trao 5 điểm thưởng cho đội đó. Rất là dễ, bởi vì đều là những nhân vật rất là quen thuộc với chúng ta. Chỉ có khó là bây giờ một cái cục 6 mặt, mình tìm cái mặt nào cho nó đúng, mình lắp ráp đúng vị trí, chỗ nào là cái chân, chỗ nào là cái mặt, chỗ nào là cái mình, vậy thôi. Đó. Còn với những người như mà chẳng hạn như là Vân đây nè, Thanh Vân nè, thì sẽ rất là khó ráp, là bởi vì cái khúc nào nó cũng giống khúc nào hết. Hơi vất vả một tí mà thôi. Bây giờ giữa hai đội Châu và Tân, bên nào muốn thi trước nè? Tôi đi. Bên này thi trước đúng không? Thì trước đi. Ok, vậy thì đội em sẽ thi trước. Một tràng pháo tay dành cho đội của Vũ Châu. Mời các bạn lên đây. Mình thi ta rút kinh nghiệm. Các em ơi, giấy băng nào. Rồi chưa? Sẵn sàng chưa? Dạ, cái này là gì vậy trời? Thấy rồi. Đây, gợi ý đầu tiên
nữ vận động viên bơi lội nổi tiếng Việt Nam quê gốc Cần Thơ. 120 giây bắt đầu. Em có cái tay rồi nè. Đây đây, em có cái tay nè. Đáp vô, đáp vô. Đáp vô. Cái mặt nè, cái mặt nè. Là ai, là ai? Tên gì? Là ai? Vận động viên Ánh Viên. Ánh Viên, Ánh Viên. Lắp lắp. Đúng rồi. Đây đây. Rồi cái tay qua đây. Ok. Chính xác. Thứ hai nè. Tên gì? Nam nghệ sĩ hài là bạn diễn hợp ý của nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh. Đây, dưới đá, dưới đá, dưới đá. Lập lại vô. Con mắt, con mắt, con bên này. Không đi đi. Không được xèn lên phía trước. Đây, đó, đúng rồi. Chính xác. Tiếp. Nam diễn viên người Mỹ gốc Việt là em trai của đạo diễn Sạc Ly Nguyễn. Là ai? Là ai? Là ai? Là ai? Jenny Chí Nguyễn. Chính xác. Đâu phải, đâu phải, đâu phải. Đây, có cơ bắp quạnh nè. Cái nắm đấm nãy tôi mới thấy cái nắm đấm rồi. Đây nắm đấm. Đây nắm đấm. Đây nắm đấm. Nhìn lên, nhìn lên. Đâu đây là. Cái gì vậy? Đây nè. Đúng rồi. Chính xác. Tiếp. Nữ ca sĩ là một trong bốn diva của làng nhạc Việt nổi tiếng với ca khúc Tóc Ngắn. Mỹ Linh, Mỹ Linh, Mỹ Linh. Cô mặt đây, cô mặt đây, Mỹ Linh. Đây, cái đầm, cái đầm, cái đầm. Ủa phải không? Ờ, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Chân cao lên. Cao lên. Ủa, lộn nặng rồi, lộn nặng rồi. Lộn nặng rồi. Lộn nặng rồi. Màu này nè. Trời ơi. Cái màu chùm quân chứ phải đỏ tươi vậy. Đi, 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 đi. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Phải đâu, cái mặt đâu rồi. Cái mặt đây nè. Đâu lắm, cái mặt đâu rồi. Đây, 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 đây. Phải không? Lộn rồi, cái này qua bên kia. Nhanh lên. Phải không? Lên nữa, lên nữa. Trời ơi, nào đúng vậy? Cao dữ vậy? Đúng rồi. Chưa đúng, chưa đúng. Ê, ê, rút ra, rút ra. Không, lộn, lộn, lộn. Rút ra, rút ra, đổi, đổi, ăn đó, đổi, đổi. Đổi, 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 rồi, bỏ ra xuống. Bỏ để tôi đứng lên cho. Ừ, phải không? Đúng không? Không phải luôn. Phải luôn. Lộn, 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 để tôi đứng cho, để tôi đứng cho. Hết giờ. Trời ơi, đây nè. Đâu Vân? Hay quá. Người phụ nữ kiên bận đầm dài cho nên mới biết. Không, cái này là phải trách là trách chị. Tại vì là tại vì chị bận cái đầm xòe, chị bận cái đầm xuông là mình thắng rồi. Ờ, đúng rồi. Với cái lượt chơi đầu tiên này, cái trò chơi này, các bạn chỉ sắp xếp được hình ảnh của ba nhân vật nổi tiếng thôi, mang về cho mình 3 điểm. Chơi trước bao giờ cũng sung, hào hứng, máu lửa nhưng mà thiếu kinh nghiệm. Coi tới bên đội mình đây, những con người trầm tĩnh nè, phải không anh Bèo? Đó, thấy không? Người đàn ông có tuổi có khác, người phụ nữ có gia đình có khác. Đó. Hai bà này trẻ quá, thôi bỏ qua đi. Mời các em lên đây, mời anh Bèo. Dạ. Ở đây cũng đều là những nhân vật quen thuộc với chúng ta thôi. Rồi. Chú Bi, gợi ý đầu tiên. Rồi. Nữ nghệ sĩ cải lương được mệnh danh là cải lương chi bảo nổi tiếng với vai diễn Cô Lựu trong đời Cô Lựu. 120 giây, bắt đầu. Cô Bạch Tuyết. Cái đầu. Cái chân. Bạch Tuyết. Cái chân. Đem đi. Cái đầu phải ở trên. Đây đây. Cái gì? Đưa vô. Cái đầu nè. Đưa ra. Đừng có che. Đúng chưa? Dân dân. Dân ra nước kiểm diện. Trời ơi. Cái tay rồi. Trời ơi. Cái bà cao này. Bà cao quá. Bà không làm gì được hết. Trời ơi. Cho cái đầu vô đi anh. Để xuống. Để xuống. Để xuống. Còn cái tay. Không phải đâu. Cái tay kìa. Sao cái eo để xuống. Để xuống. Để xuống. Để xuống đi. Bà nè, anh để xuống nè. Cái đầu vậy sao mà để? Này cái khăn, này cái xe, cái khăn. Đây, 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 đây. Dân, dân, né qua. Không, để xuống. Đó, trời ơi. Trời ơi, mất thời gian. Chính xác. Tiếp. Nữ ca sĩ kết hợp cùng với nam ca sĩ đang trường tạo nên cặp song ca ăn ý một thời. Cẩm Ly, Cẩm Ly. Cẩm Ly, vợ Minh Vi. Cẩm Ly đâu? Đây, đây, đây. Đây nè. Ủa, Cẩm Ly, Cẩm Ly. Cái chân áp bao đường cây đường cây áo dài nè, màu gì? Màu vàng, màu vàng. Cái chân nè, cái chân nè. Rồi cái lưng kia kìa. Đây là đây nè. Đấy anh ơi, anh rề quá. Đó, từ từ cái lưng nặng vô. Rồi đúng rồi, hay quá. Tiếp 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 là diễn viên hài kịch thiếu nhi với vai diễn Cá Mặt Ngu Vua Sư Tử. Anh Nghĩa, anh Đại Nghĩa. Chủ nhà. Ủa anh Đại Nghĩa đâu rồi? Cá Mặt Ngu. Ủa mà người ta ở nhà rồi đó, mình luôn hả? Cái tay đây hả? Áo à, áo màu gì vậy? Ủa gì? Từ từ. Thôi tài lanh nữa, tài lanh rồi cầm. Cứ quay như vậy. Trời ơi, cái gì đó? Trời ơi, lên trời. Trời ơi, Đại Nghĩa vô đứng đi. Đại Nghĩa, Đại Nghĩa vô. Anh Đại Nghĩa vô đứng giùm tôi đi. Cái áo đâu, cái áo? Không biết cái áo đâu, cái này không phải rồi. Màu vàng. Màu vàng mà sao không có màu vàng vậy? Cái áo màu vàng. Trời ơi, vô.
vàng đâu. Trời ơi, cái này không có màu vàng chị ơi. Hết giờ. Hình đại nghĩa không ráp được. Trời đất ơi, sao đơn giản quá mà. Không. Bây giờ nè, mình ngã này ra luôn đi, mình ngã luôn đi cho nó nằm. Ờ đó. Đó đúng rồi. Ngã cho nó nằm ra. Sao mà đó thấy không? Đó cứ chạy thôi. Đó đơn giản khỏi ai cầm. Lập ơi, em thông minh quá Lập ơi. Vậy mà sao nãy không lắp ra đồ em vậy? Vậy đó. Thôi về chỗ đi, về chỗ đi ha. Và đội bên đây, đồ của Minh Tân. Các bạn chỉ lắp ráp được có hai nhân vật thôi, mang về cho mình 2 điểm. Như vậy là trò chơi đầu tiên của chúng ta có không khí đấy. Chỉ có điều là ít điểm thôi. Nhưng không sao, mình vẫn còn những trò chơi, những thử thách tiếp theo. Hãy tiếp tục cùng chúng tôi đến với thử thách thứ hai của Đêm Tiệc Cùng Sao. We'll be right back.